Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Nắng Ấm với tôi nha. Nay tiếp tục quay con 93 nó cắt những cái cánh đồng cuối cùng của cánh đồng tổng quản các bạn. Hôm nay nó có mấy miếng láng đác rồi. Bên kia là người ta xạ người ta chụp hết rồi. Ở đây nó còn sót lại vài miếng thôi nha các bạn ơi. Máy này độ hàm nha các bạn, 93 độ lên 95 luôn. Mấy cánh đồng này còn khô gan các bạn ơi. Mấy đứa trẻ trâu nó đi bắt chuột nữa các bạn. Mà giờ chắc không có chuột có gì, nó lên mấy cậu nó ngồi ở trên à. Rồi xung quanh đây khá là nhiều vịt luôn nè các bạn. Hôm nay cắt lúa xong rồi ta mua ta độc chết để ta cho vịt ăn á. Sắt vẫn còn mới các bạn. Tài xế chạy rất là kỹ luôn, chủ máy rất là cưng luôn. Bắt chuột cái gì tự dưới này. Rồi đi rồi. Đây là mấy anh em canh theo bắt chuột nha các bạn ơi. Mình về lắp túi nha. Đây có chuột rồi, bây giờ mấy đứa trẻ trâu xuống nè. Hôm nay nãy thấy chuột nhưng mà mắc rồi các bạn. Nhóc hết trơn kìa. Thôi lừ hết trơn. Ai cũng chụp cho trẻ. Lừ á. Dính được con rồi. Quá rồi.
Ôi nhỏ chín chuột quá bự kìa. Chim mất luôn rồi. Ngày còn năm cuối này chắc cũng dữ lắm chuột nha các bạn ơi. Kìa đã kìa. Dính nữa kìa, ghê vậy, quá chuột rồi. Dính chuột các bạn ơi. Chuột mập mập không ha. Rồi giờ là nó qua bên cái cửa cái bên nó cắt luôn các bạn. Nó dễ thay chặt xong rồi. Mấy cậu đi gom lúa. Chạy luôn. Đây mấy cậu tới dắt lên luôn. Mấy cậu không có người lái vẫn chạy nha các bạn. Rồi xong.